chào, rất vui vì tôi được gặp lại các bạn trong loạt video không nhận được nhiều cảm tình từ những người tên Thái. Bạn có biết vì sao khi bạn hà hơi thì lại nóng, còn thổi phù thì lại mát? Hay một sinh vật được tạo ra bằng cách lắp ghép các đặc điểm của N sinh vật khác nhau sẽ trông như thế nào? Chào mừng đến với 1001 sự thật khiến bạn thông thái hơn, phần 33. Hãy cùng với VFX thực hiện một thí nghiệm vui vẻ nhé. Giơ bàn tay cách miệng của bạn khoảng 15-20cm, sau đó mở to miệng và hà ra một làn hơi. Tiếp tục chúm môi lại và thổi mạnh vào tay. Bạn có cảm nhận được sự khác biệt về nhiệt độ không? Rõ ràng là làn hơi tạo ra khi bạn há to miệng thì ấm nóng, còn khi bạn chu môi thổi mạnh thì lại khá mát mẻ. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại như vậy? Nếu cùng là làn hơi được thổi ra từ miệng của bạn, xuất phát từ trong phổi của bạn, chúng phải có cùng một nhiệt độ mới đúng chứ, đúng không? Câu trả lời thì nằm trong tiêu đề của bộ phim Cuốn theo chiều gió. Thật vậy, khi bạn chu môi và thổi ra một làn hơi mạnh qua một vùng không khí tương đối tĩnh, nhờ vào ma sát, làn hơi của bạn sẽ kéo theo một chút không khí đứng yên, có nhiệt độ thấp hơn so với không khí trong mồm bạn. Hiện tượng này được gọi là sự cuốn theo, entrainment. Luồng hơi bạn thổi ra càng mạnh thì lượng không khí bị cuốn theo càng lớn, dẫn tới bạn cảm thấy càng mát. Lưu ý là thí nghiệm chỉ có thể được thực hiện trong phòng ít gió và có nhiệt độ thấp hơn so với nhiệt độ cơ thể bạn, chứ bạn mà đi chui vào phòng tắm hơi để thổi thì... Khi bạn mở to miệng và thổi, làn hơi vẫn cuốn theo một lượng nhỏ không khí đứng yên. Tuy nhiên, phần lớn lượng khí đập vào tay bạn sẽ vẫn là không khí trong miệng bạn, có nhiệt độ khoảng 37-38 độ, mang lại cảm giác ấm ấm. Ông ơi, tôi vẫn thấy hơi lấn cấn. Cấn chỗ nào ông? Đây nhá, đồng ý là khi chu mỏ và thổi mạnh, luồng hơi ấm sẽ kéo theo đáng kể không khí đứng yên. Cơ mà tổng thể thì nhiệt độ của nó vẫn phải lớn hơn nhiệt độ phòng chứ, đúng không? Tại sao lại khiến ta cảm thấy mát hơn so với bình thường được nhỉ? À, đúng là hỗn hợp làn hơi mà bạn thổi ra cộng với phần không khí có nhiệt độ phòng bị cuốn theo sẽ ấm hơn một chút so với không khí trong phòng. Tuy nhiên, thứ mà bạn cảm nhận được chưa hẳn đã là nhiệt độ của luồng hơi. Thay vào đó, bạn cảm nhận tốc độ mất nhiệt trên da tay của mình. Làn hơi có tốc độ lớn hơn sẽ đẩy nhanh tốc độ bay hơi của hơi nước trên tay bạn, khiến da tay của bạn mất nhiệt nhanh hơn và khiến bạn cảm thấy mát mẻ hơn. Hãy cùng làm thêm một thí nghiệm nữa nhé. Vẫn là chúm môi lại và thổi mạnh, nhưng bây giờ hãy đặt bàn tay vào sát môi của bạn. Bạn sẽ nhận thấy rằng dù có gắng sức thổi mạnh, làn hơi vẫn có cảm giác ấm ấm. Nguyên nhân là do làn hơi từ miệng bạn chưa có đủ thời gian và không gian để cuốn theo lượng không khí có nhiệt độ phòng đủ lớn và giải nhiệt cho tay của bạn. Nói thêm một chút về cái sự cảm nhận tốc độ mất nhiệt của con người. Một hộp nhựa và một miếng kim loại lấy ra từ một chiếc tủ lạnh hoặc một căn phòng trong mùa đông sẽ luôn có nhiệt độ và nhấn mạnh là nhiệt độ bằng nhau. Tuy nhiên, một miếng kim loại sẽ luôn mang lại cảm giác lạnh hơn rất nhiều. Nguyên nhân là bởi kim loại dẫn nhiệt tốt hơn rất nhiều so với nhựa. Nó hấp thụ nhiệt độ của cơ thể bạn với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với một miếng nhựa. Cơ thể bạn cảm nhận tốc độ mất nhiệt này và gọi nó là cảm giác lạnh. Ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên thì like đi anh chị em. Tầm này thì chắc anh chị em không còn xa lạ gì với loạt phim X-Men rồi đúng không? Mỗi nhân vật trong X-Men thường sở hữu một sức mạnh, một siêu năng lực khác biệt làm nên thương hiệu riêng của mình. Tỷ dụ như Magneto, trưởng phòng phân loại rác của thành phố với khả năng điều khiển kim loại. Chuyên viên tâm lý, giáo sư 10 La Mã thì đọc và thao túng suy nghĩ của người khác. Hay chủ tịch hiệp hội cosplay quốc tế Mystic thì có khả năng thay đổi hình dạng thành bất cứ ai hay con gì có kích thước tương đương. Tuy nhiên, nếu như anh chị em còn nhớ thì trong phần X-Men Origins Wolverine ra rạp năm 2009, William Stryker, nhân vật phản diện chính của bộ phim, đã chế tạo ra một món vũ khí tối thượng, một sát thủ người đột biến có nickname là Deadpool. Deadpool được tạo ra bằng cách tích hợp cấy ghép siêu năng lực của nhiều dị nhân khác nhau vào cơ thể của Wade Wilson, một dị nhân có siêu phản xạ, đủ để hắn có thể dùng kiếm chém đứt đôi loạt đạn súng máy mà không thủng lỗ chỗ như ai đó. Nhờ
đó mà Deadpool vừa có khả năng hồi phục kinh dị của Wolverine, phóng ra tia năng lượng từ mắt giống Superman. Giống Cyclops, khả năng dịch chuyển tức thời giống John Red và điều khiển các thiết bị điện tử giống Chris Bradley. Ngoài ra thì hắn vẫn combat đỉnh giống như là Wade Wilson. Cơ bản là một dị nhân thập cẩm, cơ mà Deadpool chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng, không hơn không kém. Trên đời làm gì có cái giống loài nào mang trên mình hổ lốn những đặc điểm được coi là đặc trưng của loài khác như vậy, đúng không? Ôi bạn ơi! Đấy là do bạn chưa chơi... do bạn chưa biết đến loài thú mỏ vịt thôi bạn ơi. Thật vậy, thú mỏ vịt, Platypus, tên khoa học hơi khó đọc một chút, là một loài động vật có vú, đẻ trứng, sống bán thủy sinh, đặc hữu ở miền đông nước Úc và Tasmania. Chúng là chủ nhân của các danh hiệu đại loại như sinh vật kỳ cục, thập cẩm, hổ lốn hay là loằng ngoằng nhất trái đất, và có lẽ đã được tạo ra trong một lần mẹ thiên nhiên sử dụng chất kích thích. Đang đọc cái gì? Thoạt trông không ít người sẽ cho rằng thú mỏ vịt là một sản phẩm của một thí nghiệm sinh học vô nhân tính nào đó, hoặc là một sản phẩm của Photoshop. Trên thực tế thì khi các nhà tự nhiên học châu Âu lần đầu tiên được thấy tiêu bản của một con thú mỏ vịt vào năm 1799, họ đã kết luận rằng nó là một con vật giả được tạo ra bằng cách khâu nhiều con vật lại với nhau. Kể cũng khó trách khi mà bằng mắt thường bạn cũng có thể nhận ra rất nhiều điểm đặc trưng của các loại khác nhau đang tụ hội trên cơ thể một con thú mỏ vịt. Đó là chiếc mỏ của một con vịt, đuôi của một con hải ly, thân mình và chân của những con rái cá. Cơ mà nếu chỉ có vậy thì chúng tớ đã trả cất công bế bọn này vào video. Gần như mọi thứ mà chúng tớ tìm được về thú mỏ vịt đều khá là kỳ cục. Đầu tiên, trong số gần 6.500 loài thú hiện đang tồn tại trên trái đất, chỉ có thú mỏ vịt cùng với 4 loài thú lông nhím là đẻ trứng thay vì đẻ con. Chúng đẻ trứng thông qua lỗ huyệt giống như chim, có mỏ giống vịt và chân có màng giống với nhiều loài chim. Khi ở trên cạn, thú mỏ vịt di chuyển với 4 chân thò ra hai bên giống các loài bò sát. Chúng phát ra ánh sáng xanh khi bị chiếu tia cực tím, giống như bọ cạp, và sở hữu cặp mắt được các nhà khoa học đánh giá là giống với mắt của loài cá mút đá mi xin Thái Bình Dương nhiều hơn là với một động vật 4 chân. Các cụ có câu con nhà tông không giống lồng cũng giống cánh. Thú mỏ vịt ít ra vẫn giữ được một vài trong số những điểm đặc trưng của họ nhà thú. Cơ thể chúng được bao phủ bởi một lớp lông. Chúng có vỏ não mới, neocortex, và nuôi con bằng sữa mẹ. Và chúng đã thực sự vất vả để làm được điều đó. Khác với đại đa phần những bà mẹ có vú khác, thú mỏ vịt không có đầu vú. Chúng có tuyến vú để tiết sữa nhưng lại không có nơi để tiết sữa ra một cách tử tế. Vì vậy, sữa của thú mỏ vịt buộc phải rỉ ra ngoài thông qua... bạn đoán xem. Lỗ chân lông, tương tự như việc bạn và tớ toát mồ hôi ấy. Sữa sau khi rỉ ra thì đọng thành các rãnh trên bụng. Con non phải liếm sữa thay vì bú. Rõ tội. Và bạn nghĩ vậy là hết rồi hả? Chưa đâu. Thú mỏ vịt là một loài ăn mặn. Thực đơn của chúng bao gồm các loài giun xoắn, ấu trùng côn trùng và các loài tôm mà chúng đào được từ đáy sông suối hoặc bắt được khi đang bơi. Thường. Nghe thì có vẻ bình thường, cơ mà thực tế không phải như vậy. Thú mỏ vịt không định vị con mồi bằng mắt thường, như vậy là quá bình thường đối với chúng. Thay vào đó, chúng nhắm mắt lại, chắc là cho đỡ cay mắt với cả cho ngầu. Sau đó sử dụng các tế bào cảm biến điện nằm trên mỏ để thu thập tín hiệu điện phát ra bởi con mồi, từ đó xác định vị trí của chúng. Phương pháp này được gọi là electrolocation và phổ biến ở nhiều loài cá. Chiến lợi phẩm của thú mỏ vịt được chứa ở trong hai túi má ở hai bên má, giống hamster và một số loài sóc. Một vài viên sỏi cũng được nhồi vào chung để trợ giúp cho việc nhìn thức ăn, bởi thú mỏ vịt không có răng. Cơ mà không có răng thì có gì mà lạ? Một nụ cười luôn hé. Đến dạ dày chúng còn không có cơ mà. Vẫn chưa hết, những chiếc cưa ở bàn chân sau của thú mỏ vịt đực tiết ra nọc độc, có thể giết chết một con chó và mang đến nỗi đau đớn tột cùng, vô hiệu hóa một người đàn ông khỏe mạnh. Và nếu như bạn thấy vẫn chưa đủ dị thì morphine, một loại thuốc giảm đau hệ cực mạnh, chuyên trị những cơn đau tê tái, hoàn toàn bó bột trước nọc độc của thú mỏ vịt.
Thế còn Panadol Extra có tác dụng hay không thì chúng tớ chịu. Các bạn vừa xem xong phần 33 của 1001 sự thật khiến bạn thông thái hơn được tổng hợp bởi BeFacts. Hỏi thật, bạn có thấy thông thái hơn tí nào không? Nếu thích loạt video mới này, nhớ like và share nhiệt tình. Như thường lệ, hãy đăng ký kênh và bấm chuông để luôn nhận được thông báo khi có video mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!